Chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý siêu thị Hàn Quốc Corashop 24 giờ. Với 8 năm kinh nghiệm cung cấp các sản phẩm Hàn Quốc về Việt Nam, thì Corashop 24 giờ luôn luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất từ các nhà cung cấp uy tín nhất tại đất nước Hàn Quốc để đem tới tay người tiêu dùng Việt Nam nhằm đảm bảo, bảo vệ cũng như cải thiện của sức khỏe của gia đình bạn cũng như chính của bạn. Vâng, và hôm nay thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu với các bạn một dòng sản phẩm rất quen thuộc, có cái tên rất quen thuộc với người dân Việt Nam chúng ta. Đấy chính là nước tỏi đen của công ty dược phẩm Quang Hoa. Đây các bạn có thể nhìn thấy những hộp nước tỏi đen của chúng ta ở bên này. Vâng, như các bạn thấy thì hiện nay thì có rất nhiều các bố mẹ chúng ta thường xuyên là tự làm tỏi đen để sử dụng ở nhà đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta không biết rằng là làm tỏi đen cần một quy trình quản lý rất nghiêm ngặt về việc lên men chậm cũng như là về quản lý về độ ẩm và nhiệt độ để làm sao đảm bảo được cái dưỡng chất của tỏi đen. Và liều lượng làm như thế nào cho chính xác thì không biết là mọi người đã biết chưa. Thế nhưng mà nếu như chúng ta làm mà không chính xác thì nó lại thành một món đồ không hề bổ dưỡng cho sức khỏe của chúng ta rất là nhiều. Vâng, những củ tỏi tươi thì được trồng và quản lý rất nghiêm ngặt về chất lượng, sau đó mới được thu hoạch để chọn làm tỏi đen. Và tỏi đen thì được những củ tỏi mà được chọn thì sẽ qua một quá trình lên men chậm, sau đó sẽ thực hiện một quy trình quản lý nghiêm ngặt về độ ẩm cũng như là nhiệt độ để tạo ra những củ tỏi đen. Và từ những củ tỏi đen đấy thì họ tinh chất ra nước tỏi đen đóng gói vào túi để chúng ta có thể tiện sử dụng hơn. Vậy công dụng của nước tỏi đen là gì thì sau đây Ngọc Hoa sẽ cùng giới thiệu cho các bạn luôn. Vâng, tỏi đen thì chính là một liệu pháp chống oxy hóa cũng như là tăng cường sức đề kháng miễn phí cho chúng ta đúng không ạ? Trước kia thì mọi người hay thường nói nếu bị cúm thì phải thường xuyên ăn tỏi. Vâng, và tỏi đen thì cũng không khác gì một liệu pháp tăng sức đề kháng cho chúng ta đối với những người cúm bởi nó cung cấp rất nhiều axit amin cũng như dưỡng chất cho cơ thể, giúp người hay bị cúm hay bị ốm tăng sức đề kháng và giảm được các bệnh ốm vặt trong những thời tiết giao mùa để chúng ta có một sức khỏe khỏe hơn. Đặc biệt đấy là đối với những ai đang bị tiểu đường, khi chúng ta sử dụng nước tỏi đen nó sẽ cân bằng lại lượng đường, lượng gluco cũng như insulin trong máu của chúng ta, giúp hạn chế cái việc phát triển của bệnh tiểu đường cũng như là phòng ngừa hỗ trợ ung thư dành cho những người bệnh nhân bị ung thư. Đối với những ai đang mắc bệnh về đường tiêu hóa cũng như đường ruột thì chúng ta nên sử dụng tỏi đen mỗi ngày để giúp cho bảo vệ cũng như là nâng cao cái chức năng của hệ tiêu hóa và đường ruột cho chúng ta, đặc biệt là dạ dày và đại tràng. Đấy là hai căn bệnh mà thường xuyên ở Việt Nam hay mắc phải. Vậy thì nếu như chúng ta sử dụng tỏi đen thì nó sẽ giúp cho chúng ta nâng cao cái thể trạng của cơ quan dạ dày và đại tràng, giúp chúng ta cải thiện được các vấn đề về dạ dày và đại tràng. Đặc biệt hơn nữa là tỏi đen không chỉ được biết đến bởi việc nâng cao sức đề kháng và cải thiện các bệnh về đường ruột, mà nó còn được biết đến cho chị em phụ nữ bởi công dụng làm đẹp rất tuyệt vời. Nó chính là một liệu pháp chống lão hóa tự nhiên mà chị em phụ nữ không cần phải sử dụng đến phẫu thuật thẩm mỹ hay bất cứ một dụng cụ nào phải mà chúng ta mới có thể duy trì tuổi thanh xuân của chúng ta. Sử dụng tỏi đen mỗi ngày với các axit amin và khoáng chất sẽ giúp chúng ta chống lão hóa, duy trì làn da sáng bóng đẹp mịn. Ngoài ra thì trong thành phần của tỏi đen có chất chống viêm nên sẽ giúp chúng ta giảm thiểu các tổn thương về da và giảm nổi mụn trứng cá trên da. Khi sử dụng tỏi đen giúp làm hạn chế tăng men gan, giải độc và bảo vệ gan. Trong tỏi đen chứa taurinin và methionine là các axit amin quan trọng của cơ thể. Trong đó, methionine giúp thúc đẩy quá trình hòa tan mỡ trong gan, ngăn ngừa tổn thương gan, khỏi ngộ độc Tylenol. Đặc biệt là khi chúng ta sử dụng nước tỏi đen mỗi ngày thì nó sẽ thúc đẩy quá trình làm việc của vitamin B1 nên sẽ giúp chúng ta suy nghĩ nhanh nhẹn hơn và cung cấp đầy đủ năng lượng cho não bộ hoạt động cũng như là thúc đẩy quá trình oxy hóa carbon hydrate trong cơ thể của chúng ta. Vâng, đấy là toàn bộ những công dụng mà nước tỏi đen mà Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe. Vậy thì chúng ta phải sử dụng nước tỏi đen của công ty dược phẩm Quang Hoa Hàn Quốc như thế nào cho chính xác nhất để nhằm tăng sức đề kháng cũng như bảo vệ cơ thể của chúng ta, thì hãy cùng nghe Ngọc Hoa hướng dẫn các bạn nhé. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây chính là hộp nước tỏi đen của công ty dược phẩm Quang Hoa. Các bạn có thể nhìn thấy những củ tỏi đen màu sắc được in rất là rõ ràng và sắc nét.
Phía bên trên chính là biểu tượng của tập đoàn Samsung, là một trong những sản phẩm được tập đoàn Samsung bảo trợ. Ta sẽ lật sang phía mặt bên cạnh này. Ở phía mặt bên cạnh thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây có mã vạch để chúng ta có thể check hạn sử dụng của sản phẩm kèm theo liều lượng. Chúng ta có thể một ngày sử dụng 1 đến 2 gói, mỗi lần thì chúng ta sử dụng 1 gói. Và nó cũng có quy cách đóng gói của hộp sản phẩm. Đây chính là một hộp một nước tỏi đen thì gồm có 30 gói và mỗi gói là 70ml. Vậy xem mặt bên cạnh sẽ có gì nhé. Ở đây các bạn cũng sẽ nhìn thấy là sản phẩm được dịch sang cả tiếng Anh và nó có đầy đủ tất cả các thành phần bên trong để các bạn có thể đọc được những thông số kỹ thuật của hộp nước tỏi đen. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp sản phẩm ra nhé. Nó có quai sách rất là chắc chắn này. Các bạn có thể dùng hộp nước tỏi đen này để tặng cho người thân hoặc là tặng cho những đồng nghiệp hay nhân viên của mình cũng rất là hữu ích. Bên trong sẽ gồm có những hộp như thế này. Và Ngọc Hà sẽ cùng các bạn đếm nhé. 1, 2, 3. Bên trong còn 3 hộp nữa. Vậy là tổng một hộp to của chúng ta sẽ có 6 hộp nhỏ tất cả các bạn nhé. Và chúng ta sẽ xem hộp nhỏ chúng ta sẽ như thế nào nào. Mỗi một hộp nhỏ của chúng ta sẽ có 5 gói này. Và mỗi gói vẫn là 70ml. Nó đều có tất cả các thông số đầy đủ. Và các bạn sẽ sử dụng như thế nào ạ? Nước tỏi đen thì các bạn nên uống vào lúc đói. Bởi lúc này là lúc diệt khuẩn tốt nhất và giúp cho cơ thể chúng ta phục hồi sức khỏe nhanh nhất. Và đây chính là nước tỏi đen của chúng ta. Nó sẽ là mỗi một gói như thế này. Khi mà chúng ta dùng thì chúng ta sẽ tách nó ra. Và đây trước khi bạn dùng thì bạn nên lắc đều này. Để tất cả dưỡng chất được được đều. Nó có in cả hạn sử dụng ở hộp này, ở dưới đáy này, phía mặt đằng sau của giấy thì túi thì cũng được in rất là cẩn thận. Vậy thì mỗi một ngày chúng ta sẽ bóc cắt chéo này ra. Trước khi bạn uống thì bạn nên ngâm vào nước nóng một chút. Khi mà uống ấm thì nó sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Sau đó cắt ra đổ vào cốc. Một ngày thì chúng ta có thể dùng 1 đến 2 gói. Mỗi lần thì chúng ta dùng 1 gói. Uống tốt nhất thì nên uống vào lúc mới ngủ dậy trước khi ăn sáng. Hoặc là chúng ta có thể uống vào buổi chiều tối trước khi ăn cơm tầm 1 giờ. Nhưng uống vào buổi sáng sẽ là tốt nhất cho sức khỏe của các bạn. Lưu ý, có một số lưu ý dành cho các bạn, đó là chúng ta không dùng cho những người đang có bệnh về mắt. Những người đang bị tiêu chảy hay bị huyết áp thấp thì cũng không nên sử dụng nước tỏi đen. Vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng cũng như là cách hướng dẫn sử dụng nước tỏi đen của Hàn Quốc. Với phương châm của CoraShop 24 giờ, chất lượng là uy tín, nên CoraShop 24 giờ luôn luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất từ những nhà cung cấp uy tín nhất tại đất nước Hàn Quốc, đem đến tay người tiêu dùng Việt Nam nhằm đảm bảo, bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của bạn hay chính người thân trong gia đình bạn. Điều đó đã tạo nên uy tín của CoraShop 24 giờ trên thị trường Việt Nam trong suốt 8 năm vừa qua. Và với uy tín của CoraShop 24 giờ thì chúng tôi luôn luôn có những chính sách cũng như cam kết đồng hành cùng với khách hàng. Điều thứ nhất đấy là bạn sẽ nhận được hàng nhanh chóng. Nếu như bạn đang ở nội thành Hà Nội, bạn sẽ nhận được hàng trong vòng 24 giờ kể từ lúc bạn đặt hàng, tức là một ngày làm việc. Còn nếu như bạn ở ngoại thành Hà Nội, bạn sẽ nhận được hàng ngay trong từ 2 đến 4 ngày kể từ lúc bạn đặt hàng. Vâng, và tại CoraShop 24 giờ thì luôn luôn có đội ngũ chuyên viên tư vấn tận tâm, tận tình. Chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn 24/24, không chỉ là về sản phẩm nước tỏi đen của Hàn Quốc mà còn về rất nhiều các sản phẩm khác của Hàn Quốc, cũng như về chế độ ăn uống, dinh dưỡng và tập luyện sao cho phù hợp với sức khỏe và công việc của bạn. Điều thứ ba đấy là trước khi bạn thanh toán tiền thì bạn được phép kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán tiền. Điều thứ tư đấy là CoraShop 24 giờ luôn luôn cam kết với khách hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày bạn nhận được hàng, nếu bạn bóc ra sử dụng mà bạn phát hiện ra hàng mình nhận được không đúng với những gì mà Ngọc Hoa nói thì bạn sẽ được phép bồi thường cũng như hoàn trả hàng ngay lập tức. Ngọc Hoa xin nói lại là trong vòng 7 ngày kể từ ngày bạn nhận được hàng, nếu kể cả bạn bóc ra sử dụng rồi và bạn phát hiện ra hàng của mình nhận được không đúng với những gì video Ngọc Hoa đang nói thì bạn được phép bồi thường cũng như hoàn trả hàng ngay lập tức. Vâng.
Vậy làm thế nào mà bạn có thể sở hữu trong tay mình một sản phẩm rất là quen thuộc mà không những thế nó lại còn rất là phù hợp với ông bà bố mẹ và người thân trong gia đình chúng ta? Đấy chính là nước tỏi đen Hàn Quốc. Thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu với các bạn ba cách đơn giản sau. Cách thứ nhất đấy là các bạn hãy gọi điện ngay theo số hotline 0979 149 256. Ngọc Hoa sẽ tư vấn cho các bạn nghe toàn bộ về sản phẩm nước tỏi đen của Hàn Quốc cũng như là các cái chế độ tập luyện dinh dưỡng như thế nào cho phù hợp với công việc hiện tại của bạn hiện nay. Cách thứ hai là các bạn hãy kéo xuống phần mô tả phía dưới video. Bạn Ngọc Hoa có để một đường link ở đó và hãy kích vào đường link đó, các bạn sẽ truy cập được vào website Cora Shop 24 giờ. Tại đó các bạn có thể đặt hàng ngay tại trên website. Cách thứ ba là các bạn hãy qua ngay trực tiếp siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ tại Hà Nội để nhận được nhiều phần quà cũng như chương trình ưu đãi nữa từ siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ. Vâng, vậy là chỉ với ba cách đơn giản vậy thôi là các bạn đã sở hữu trong tay mình một sản phẩm mà có thể giúp có sức khỏe của mình tốt lên, giúp cho người thân của mình khỏe mạnh lên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Ngọc Hoa xin kính chúc bạn cùng toàn thể gia đình có thật nhiều sức khỏe và cuộc sống bình an. Để tìm hiểu thêm những sản phẩm tốt cho sức khỏe khác của Hàn Quốc, các bạn hãy kích vào những video phía bên phải Ngọc Hoa. Nhớ đừng quên ấn vào nút đăng ký kèm theo quả chuông nhỏ phía bên dưới để nhận được những video mới nhất từ siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh Cora Shop 24 giờ.